Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Resculpture. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Đoàn kết là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam ta. Vậy bạn có biết loài cây nào thể hiện cho sự đoàn kết của tập thể không? Đó là cây tổ yến. Nào, hãy cùng Cẩm Anh tìm hiểu về loài cây này nhé. Cây tổ yến hay còn gọi là cây lan tổ yến, dương sĩ tổ yến, có tên khoa học là Asperium antiquum, thuộc họ dương sĩ. Cây mọc phụ sinh trên các cây to hay trên đá, trên đất ẩm. Lá cây tổ yến dày, to, mọc thành hình hoa thị, trông như một tổ chim. Lá màu xanh lục, hẹp thon nhọn ở đầu, tạo thành một dạng hoa. Lá dày, to, cuốn lá rất ngắn, dày, phủ nhiều vảy dài ở gốc. Phiến lá dày, thân hình ngọn giáo, màu lục nhạt, có mép nguyên hơi gợn sóng, thị rời. Lá cây mọc vòng quanh tạo thành một hình tròn cân đối giống như một tổ chim. Cây tổ yến là cây ưa sáng hoặc chịu bóng bán phần, phát triển tốt nhất ở khí hậu nhiệt đới. Vì vậy, cây thích hợp để trồng ở cả nội thất lẫn ngoại thất. Cây tổ yến có hình dáng giống như tổ chim, giúp mang lại cảm giác bình yên, ấm cúng. Theo quan niệm phong thủy, cây tổ yến thích hợp với người mệnh hỏa và mệnh thủy, không quan trọng tuổi gì. Người ta thường tặng cây tổ yến trong dịp khai trương, tân gia, nhận công việc mới, vị trí mới. Tổ yến cũng có thể được trồng trong chậu, treo trang trí hiên nhà hay ban công, cửa sổ, giúp cho ngôi nhà của bạn trở nên cuốn hút hơn. Đặt cây tổ yến trong phòng hay ngoài vườn giúp thông khí và loại bỏ chất độc. Theo tín ngưỡng phong thủy châu Á thì cây tổ yến thể hiện cho sự đoàn kết và gắn bó bền chặt. Những tán lá dài vươn ra từ gốc, tựa như anh em cùng một mẹ, dù lập nghiệp phương xa vẫn không quên quê hương cội nguồn của mình. Quả là một loài cây ý nghĩa đúng không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách chăm sóc loài cây này nhé. Cây tổ yến sinh trưởng nhanh, là cây ưa sáng nhưng thích hợp trồng nơi bóng bán phần. Ánh sáng mặt trời nên đầy đủ nhưng dịu nhẹ, ưng ánh nắng buổi sáng và buổi chiều là tốt nhất. Do đặc tính cần độ ẩm cao, lại là loài thực vật đặc trưng từ rừng rậm, cây tổ yến luôn cần tưới với lượng ít nhưng xuyên suốt. Vì vậy nên đặt cây trong môi trường thường xuyên được phun sương hoặc tưới thường xuyên để giữ ẩm thật tốt cho đất trồng. Để tránh các bệnh về lá do thừa hoặc thiếu nước, hãy giữ ẩm liên tục với lượng nước vừa đủ. Thường xuyên vệ sinh lá, lau bụi hay cắt tỉa lá già úa, lá hư để cây khỏe hơn. Bổ sung định kỳ các loại phân bón hữu cơ, phân trùng quế để cây luôn xanh mướt. Thật là đơn giản đúng không nào? Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về cây tổ yến rồi. Đây sẽ là một món quà ý nghĩa cho người thân, bạn bè cũng như là đối tác của bạn. Bởi vì chúng mang ý nghĩa, tôi muốn chúc bạn có thật nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Còn chưa chơi gì mà không rước ngay một em tổ yến về làm quà tặng nào? Các bạn hãy like, share, comment, nhấn vào chuông đăng ký kênh để đón xem hàng nghìn loại cây và cách chăm sóc mới nhất từ Resculpture. Tạm biệt và hẹn gặp lại!